Giá chỉ hơn 100 triệu đồng, chiếc xe hơi mang tên Ignis của Maruti Suzuki ra mắt trở lại năm 2017 với kiểu dáng độc đáo, nhắm đến đối tượng người mua là những khách hàng trẻ tuổi. Hiện tại, một vài hình ảnh đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông trực tuyến cho thấy, dường như mẫu ô tô này sắp xuất hiện bản nâng cấp phiên bản quốc tế. Thiết kế này có khả năng sẽ được đưa vào bản nâng cấp cho chiếc Ignis đang được bán tại thị trường Ấn Độ. Dự kiến, mẫu xe nâng cấp giữa vòng đời sản phẩm này sẽ được tung ra thị trường vào giữa năm 2020. Từ những hình ảnh lan truyền này có thể thấy Ignis Philip có thiết kế lưới tản nhiệt mới trông giống như trên chiếc Bresso, cũng như thiết kế cản trước và sau mới. Chúng tôi cũng có thể thấy rằng cả hai cái hãm xung đều có tấm chống trượt. Tuy nhiên, phần còn lại của kiểu dáng có vẻ rất giống với mô hình hiện tại, bao gồm cả mặt bên, bánh xe, đèn pha và đèn đuôi đều được lấy nguyên bản từ mẫu ô tô đang lưu hành hiện tại.